Ngày 17 tháng 2, Bảy Thánh sáng lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ, thế kỷ 13. Có thể nào bạn tưởng tượng được có 7 người nổi tiếng của thành phố Sài Gòn hoặc Hoa Thịnh Đốn cùng nhau tụ lại, từ giã gia đình, sự nghiệp và sống cô độc trong một cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa không? Điều đó đã xảy ra trong thế kỷ 13, ở thành phố Laurentine, Phồn Thịnh và Văn Vật. Lúc ấy, thành phố này tan nát vì tranh chấp chính trị, cũng như vì lạc giáo Cathari. Trong những điều lầm lạc, họ cho rằng ma quỷ là chúa đối nghịch và Đức Giêsu chỉ là một thiên thần. Đời sống luân lý thời ấy thật thấp và tôn giáo dường như không có ý nghĩa gì. Năm 1240, 7 người quý phái của Laurentine cùng quyết định ra khỏi thành phố đến một nơi cô quạnh để cầu nguyện và phục vụ Thiên Chúa. Sự khó khăn đầu tiên của họ là việc cấp dưỡng cho thân nhân, vì hai người còn lập gia đình và hai người nữa thì quá vợ. Mục đích của họ là sống ăn năn đền tội và cầu nguyện. Nhưng không bao lâu, họ bị quấy rầy bởi những người hiếu kỳ đến từ Laurentine. Sau đó, họ di chuyển đến một nơi vắng vẻ khác là sườn núi Serenario. Năm 1244, dưới sự linh hướng của cha Vero ở Verona, Ovi sau này được phong thánh. Nhóm này theo thói quen đạo đức tương tự như của các cha Đa Minh, sống dưới luật của thánh Aristine và lấy tên là Tôi Tớ Đức Maria. Tu hội này có hình thức tổ chức giống như các tu sĩ thực hơn là các đan viện thời xưa. Năm 1852, các thành viên của tu hội từ Áo đến Hoa Kỳ và định cư ở Nữ Ước, sau đó ở Philadelphia. Hai tỉnh dòng Hoa Kỳ được phát triển từ một tổ chức nhỏ bé của cha Austin Morini, được thành lập ở Wisconsin năm 1870. Các thành viên của tu hội phối hợp giữa đời sống đan viện và sự hoạt động tích cực. Trong đan viện, họ sống đời cầu nguyện, làm việc và giữ thinh lặng. Nhưng trong công tác tông đồ, họ tham dự các công việc của giáo xứ, dạy học, rao giảng và các sứ vụ khác. Lời bàn: thời gian mà 7 vị sáng lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ sinh sống cũng rất giống như hoàn cảnh mà chúng ta đang sống hiện nay. Đó là thời gian tốt nhất và xấu nhất. Có lẽ nhiều người cảm thấy như bị lôi cuốn đến một cuộc sống phi văn hóa, ngay cả trong tôn giáo, trong một phương cách mới hơn và khẩn thiết hơn. Tất cả chúng ta đều phải đối diện với những thử thách của một cuộc đời mà tâm điểm là Đức Kitô.